Chào anh em, thì nay mình đi cắt mấy cọng cỏ này, mình lót ổ gà với mình thải vô mấy chuồng gà. Thì sẵn mình thăm mấy cái ổ gà luôn, nó ấp ấp cũng hổm ngày cũng lâu rồi mà mình chưa có đi đi gọi trứng nữa. Thường thì nó ấp tự do mình ít có ghi lắm, mình nhớ nhớ chừng thì mình đi gọi trứng thôi. Giờ mà anh em đi xem video với mình chơi nha. Đó, cái ổ này thì nó đẻ được 2, 4, 6, được 6 trứng rồi. Thì mình trước mình cũng lót gom nữa, nhưng mà lót gom mày thấy nó dễ gớt hơn là cái cỏ này. Thì cái khu này mình đổ khu tự do ha. Khu này khu tự do nè. Mấy anh trước giường nè anh em, đây là cái chuồng gà cổ của mình đó. Chuồng gà bằng tre khá là lâu rồi à, mình giữ được lâu là nhờ có mình thay nhớt ha, thay nhớt mình giữ được lâu rồi, tới ngày hôm nay à, đây ổ nữa, đây ổ gà úa gà nhạn, nói chung là gà, anh em kêu gì cũng được ha. Cái cỏ này chủ yếu là cho nó tơn đi, nó có cái độ giữ ấm khi mình lót bao không, có cái độ thông thoáng, cái bao không là nó nóng lắm. Anh em mà đổ nên đổ gà mà có một khu tự do á. À, đổ mà gà có khu tự do là nó sẽ đạt hơn, lúc nào nó cũng đạt hơn gà mình nuôi nhốt nha. Anh em nuôi nhốt thì mình nuôi nhốt chế độ mồi màng cỡ nào chăng nữa thì nó cũng không bằng cái tự do, cái tự nhiên hơn. À, cái nuôi nhốt thì nó rất là dễ bể trứng hơn. Bể trứng hơn là cái so nuôi tự do. Tại vì cái chuồng nó chật á, rồi gà nếu mà số lượng anh em gà nhiều quá, nó nhảy lên nhảy xuống hoài là nó dễ bể lắm. Cái cỏ này mình sẽ lấy vô mấy cái chuồng khu đổ mình nữa, mình thải tự nhiên cho nó có cỏ, một ăn để cho nó ăn với nó sạch nữa. Thì cái này vài bữa nữa nó khô. Mình làm tay là vừa quay thì làm nên nó rồi. Giờ mình qua cái trứng, cái ổ bên đây mình sẽ gọi gọi trứng luôn. Bể à, bể này à, dễ lọt trứng lắm nè. Đó, giờ mình gọi một tay mình gọi luôn. Ủa, ức nó vàng nè. Để mình bảo lên. 2, 4, 6, 8, 10 trứng. Cái này mình cũng gót cái bằng cỏ. Nhưng mà cái gỗ mình nó hơi hơi lớn á, nên mình phanh cái bao cho nó gom trứng lại. Rồi nằm đi. À, không. Trước tiên là cái trứng này mình thấy là nó không có trống rồi đó anh em. Một tay nó rất là khó. Trứng này là có trống nè. Nó đen. Nè thấy không, nó có độ đen. Trống mình để qua một bên. Này mình để vào đây ha. Đó, trứng này không tắm nữa nè, đợt này không đạt nhiều, 2 trứng rồi. Đó, trứng này là có tắm nha anh em. Ừ, anh em thấy không đó,
Đó, trứng này có trống nè. Với mình gọi cái giấc giấc tối thì lúc nào cũng dễ hơn. Anh em mà mới biết gọi á, anh em mà mới gọi lần đầu đó, giờ chưa nuôi gà lần nào á, mà chưa có chứ gọi trứng á, thì mình cứ ban đêm mình ra gọi đi, bảo đảm là rất là dễ thấy và nó rõ dữ lắm. Ban đêm nó có độ 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 tối á, rồi cái đèn mình nó sáng vô nhìn rất là rõ, còn ban ngày á, thì mình nên gọi ngay chỗ nào mà bóng tối. À, anh em thấy không, có trứng có trống á, nó đen còn 3 trứng nữa. Có trống, vậy là 2 trứng nãy không có trống. Thì quay với anh em cho vui. À, vậy là được 8 trứng nha anh em. Rồi giờ mình để vô lại cái mấy cái trứng này á, nó trơn lắm, mình cầm nhiều khi gấp gấp là nó tuột tay hoài à. Nó giòn nữa, cái trứng cái giai đoạn mà nó gần nở rồi là nó giòn. Mấy cái trứng này nó cũng gần nở nha, mười mấy ngày, chắc khoảng 16 17 ngày á, mình đoán thì khoảng 16 17 ngày, mình không có ghi. Đó, vậy là 2 trứng không trống nè, mình gọi lại chơi nè. Trắng tươi luôn hả anh em, nó trong veo giống như hột gà lạc vậy đó, giống như hột gà mình mới nở vậy. Ủa bây giờ xin lỗi, mới 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 gớt hột, mới đẻ vậy. Rồi giờ mình sẽ qua bên ổ kia mình lót, còn ổ nữa để mình lót thêm, tại vì sợ nó bể trứng. Lót thêm cho nó ấm. Ở dưới là cái gỗ nó thưa. Đầu vô đó. Đặng nó khi nhảy ra vô nó không có cái chạy trứng. Rồi giờ mình sẽ qua bên kia. Đây, qua cái chuồng huyền thoại của mình. Chuồng cổ quá nha, chuồng này bằng tre nha anh em, cũng lâu lắm rồi. Để mình lấy cái thang lại, cầm một tay vừa quay rất là khó quay. Con này đẻ rất là nhiều, để mình bắt nó ra rồi mình gót ổ vô, ổ lót gót gác vô. Con gà này đẻ xay giống như như gà gốc mình á, con của gà già nè, gà già mình á thì nó đẻ rất là sai, thường là mười mấy trứng thôi, rồi còn gà tơ á, giờ nó già thì đẻ không bằng nha. Mình cho nó ngọn đây đi. Đó. Anh em thấy không, nhiều con này đẻ xay, xay kinh luôn, quá trời luôn. Mà nhờ con gà này hình bự 2 2 4 6 8 10 12 14 16 17 trứng nha anh em, 17 trứng. Rồi giờ mình sẽ lót. Vì cái ổ này nó mới ấp á, mình chưa có lót à, chưa có lót, ủa chưa có gọi trứng được, vừa nói vừa là làm nó mất cái tập trung. Mình lấy trứng ra nè anh em, rất là dễ bể. Khá là nhiều ngay chỗ chập chội nữa. Dạ, ngày đây cũng khá là nóng, toát mồ hôi rồi anh em ơi. Đó. Thấy hoài không hết. Cái ổ này khá là nhiều.
Tại vì mình không ấp máy, chứ ấp máy thì mình để vô bớt. Ê, nó lăn là bể à. Lót vô. Mở lắp cho nó sáng. Cái gỗ này cũng bự cũng đỡ. Mình để nhiều nhiều đại là nó sập xuống là nặng nó có độ thoáng, tại vì mình lót cái bao á. Nếu không lót cái bao là cỏ nó bơi, cái gom cỏ này nó bơi ra ngoài. Thì chừng 3 bữa 4 bữa là mình sẽ gọi. Giờ gọi cũng được nhưng mà nó không có chính xác. Giờ gọi là mình thấy rồi. Thấy là có tống hết rồi đó. Không mà gọi vậy chi nó cực. Mình không có gọi sớm, gọi vậy nó cực lắm. Còn mơ hồ mới cong nữa. Mình để cho nó khoảng 10 ngày là gọi chắc cú luôn. Tấn nào ra tấn đó rõ ràng luôn á. Khá là nhiều. Gà mình mấy con để xây, anh em nói đá không hay, không hay chứ thật sự nó gà già mình là đẻ rất là say. Rồi mình để tự bước vô. Rồi bây giờ mình sẽ ra sao. Nói giờ mình đem ra sao rồi. Dẹp hai tấn này đi. Đó, mình để vô cỏ, mớ cỏ vô cái chuồng này. Chuồng này thì đây, gà coi chùm mình ha. Gà này có lên lép rồi nè anh em. Rồi, chân vuông nha. Anh chị mà vuông. Gà nọc này cũng có lên lép rồi nè anh em. Rồi mình gãy cỏ vô. Lát mình cũng lót cái ổ luôn. Mình lót còn mấy chuồng kia nữa. Có cỏ vô đằng cho nó gom rác rồi cho nó có cái độ sạch sẽ hơn. Chứ nó đỡ bụi hơn nữa. Rồi lát mình thải bên chuồng kia. Lấy miếng vô lót cái ổ. Hay đó, đẻ được mấy ổ rồi, để em mở. 2, 4, 6, 8, 9 tấn rồi anh em. Mình lót thêm, chứ mình cũng có lót rồi. Rồi thôi mến chào anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem video.
Thì anh em thấy kênh mình hữu ích và bổ dưỡng trong chăn nuôi, anh em hãy nhớ cho mình một like và nhớ đăng ký, nhấn chuông thông báo để nhận những video sớm nhất khi mình tải lên nha. Mến chào mọi người, mến chào anh em. Chúc anh em, cô chú một ngày thật là nhiều sức khỏe và niềm vui.